96 anh em, hàng rẻ từ 5 cặp trở lên, 3 xe 1 cặp ha. 98 nè, cặp đen cặp trắng nè, từ 5 cặp trở lên ha anh em, 3 xe 1 cặp. 100 nè, cặp đen cặp trắng ha, 1:1 nè, 1:2 nè, 1:3, 1:4, trắng 1:5 nè. Kia thì bông được được ha, cái thằng nào bông thì anh em phụ thêm ha, chứ không phải nói là cái đồng gì nè bông được được nè. 1:37 nè, 1:38 nè, cặp đen cặp trắng, 1:39 nè. Nhiều anh em cứ dựa giá vô đó cứ nói đồng giá vậy, trời ơi chết luôn. 1:10 ha, trắng 1:11, đỏ 1:12, đỏ 1:13, đỏ luôn ha. 1:14 trắng gáy rồi à. 1:15 trắng nè, 1:16 trắng, mấy trắng này là lên cơm hết trơn, trắng dưới này ha. 1:19 trắng nè, trắng lên cơm gọi trên. 1:15 nè, 1:16 nè, 1:17 nè, 1:18, 1:19, 1:20 đen lên đủ cơm, 1:21. Những cái loại tơ mà đen trắng là 3-5, từ 5 cặp trở lên là 3 xị 1 cặp ha. Còn những cặp bông hoặc là lớn lên đủ cơm thì anh em phụ lúa thêm ha. 1:25, 1:26 trắng, 1:27 cũng trắng nè, 1:28 trắng nè, 1:29, 1:30, 1:31. Rất là nhiều hết nè. Có gì cứ anh em cứ alo mình ha.